Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí và lễ hội xuân 2020, phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, thời điểm này công tác kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm đang được các cấp, các ngành của tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Hiếu Thảo, đường Hưng Hóa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, một trong hai cơ sở sản xuất thực hiện đóng gói sản phẩm mứt Tết cung ứng ra thị trường toàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, mọi công đoạn sắp xếp, cân đo nguyên liệu và đóng gói hoàn thiện sản phẩm đều được các nhân công thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Để có sản phẩm đảm bảo an toàn đến người tiêu dùng, các nguyên liệu như là mứt củ, quả giấy khô, bánh kẹo đều được cơ sở liên kết thu mua từ những cơ sở chế biến có uy tín, được đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ và có đầy đủ chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cách đây nửa tháng chúng tôi có về dưới Hưng Yên, cơ sở sản xuất mứt Tết. Tôi kiểm tra xem quy trình họ làm có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không, công nghệ họ làm như nào. Tôi nhập lên để đóng gói. Trong quá trình đóng gói thì các nhân viên đóng gói phải có bảo hộ, có giấy khám sức khỏe và giấy kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện ra quân kiểm tra từ cuối tháng 12 năm 2019, đến thời điểm này, đoàn thanh kiểm tra liên ngành của tỉnh đã thực hiện kiểm tra tại 18 cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã lấy 25 mẫu thực phẩm để gửi đi kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm. Nếu sản phẩm nào không đạt sẽ tiến hành ngăn chặn thu hồi. Đối với công tác kiểm tra giám sát thì chúng tôi cũng tập trung vào các cái mặt hàng mà sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Đấy, các cái loại thực phẩm bao gói sẵn, ví dụ như bánh kẹo, rồi rượu, mứt, bia. Thế ngoài ra thì cũng tập trung vào một số các cái sản phẩm mà phục vụ nhiều. Ví dụ như đặc biệt là các cái sản phẩm từ nguồn gốc từ động vật, ví dụ thịt lợn, châu bò, đặc biệt là các cái sản phẩm lợn. Cùng với ba đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, các huyện, thị và thành phố cũng xây dựng kế hoạch triển khai thành lập các đoàn kiểm tra giám sát liên ngành, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm tại các khu du lịch, đảm bảo ổn định về giá cả và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra sự cố với du khách và nhân dân địa phương. Tôi đến Sapa đã được 3 ngày. Tôi nghỉ ở một khách sạn 5 sao và được nhân viên tại khách sạn giới thiệu cho rất nhiều địa chỉ có những món ăn thức uống ngon tại Sapa. Tôi cảm thấy rất hài lòng về cách phục vụ cũng như đặc biệt yêu thích các món ăn truyền thống ở Sapa. Nhìn chúng rất ngon mắt và sạch sẽ, rất hợp với khẩu vị của tôi. Chúng em đã cân nhắc rất là kỹ từ việc lựa chọn lên thực đơn cho đến lựa chọn các nhà cung cấp các nguồn thực phẩm sạch. Và các nhà cung cấp thì có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đồng thời thì chúng em cũng tăng cường giám sát từ khâu nhập hàng cho đến khâu sơ chế, chế biến và khâu phục vụ ra món, đảm bảo các món ăn được nóng và ngon, đảm bảo cái hương vị Tây Bắc và đặc biệt đó là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo kế hoạch, sẽ có hơn 40 cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu tự công bố chất lượng sản phẩm sẽ được thực hiện thanh kiểm tra, lấy mẫu hậu kiểm trong dịp này. Tuy nhiên, để công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện có hiệu quả, vẫn rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành. Vai trò tuyên truyền phổ biến của các cơ quan truyền thông trong lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm cũng như ý thức của các cơ sở sản xuất và người tiêu dùng.